Là Nguyễn xin mến chào tất cả quý ông bà, quý cô chú ha. Bữa giờ thì cũng có những quý anh chị hỏi Lộc á, là có cái căn nhà nào mà hoàn công ngay khu vực ngã ba Tân Kim không ạ? Và đặc biệt á, là phải có đường là đường xe hơi di chuyển đến nơi ha. Và hôm nay là Nguyễn phát hiện được một cái căn mà chủ vừa hoàn thiện xong luôn nha quý anh chị. Có thể nói là cực kỳ hiếm ngay khu vực ngã ba Tân Kim, chưa tới ngã ba Tân Kim nữa quý anh chị. Từ cầu Ông Thình chúng ta đi đến căn nhà này chỉ tầm khoảng một cây cây rưỡi thôi. Và đường này á là một cái con đường nhựa, đường nó rộng khoảng là 6 mét và đường là đường thông luôn. Thì bên tay trái Lộc là quý anh chị đi ra đường quốc lộ 50 ha. Rồi bên tay phải nè, quý anh chị đi ra đường Hương lộ 11, thì ngay khu vực đó quý anh chị rẽ trái thì đi bộ ra chợ tầm khoảng 200 mét thôi, rất là gần. Và cái căn nhà này Lộc thấy là vị trí vô cùng đắc địa luôn nha quý anh chị. Một vị trí nhà sổ hồng riêng, có giấy phép xây dựng hoàn công đầy đủ nha. Giấy phép xây dựng ở đây nha quý anh chị. Đây, nhà camera quay cận cảnh cho quý anh chị và ông bà chúng ta xem ạ. Đó, giấy phép xây dựng. Nhà thì diện tích ngang 5, sâu vào á, là 22 mét. Có lòng đường, có lề đường rõ ràng nha. Và nhà ngang 5 thì nó rất là rộng luôn nha quý anh chị. Là Nguyễn rất là thích cái khoảng không gian cổng này nè. Một cái cổng được làm bằng chất liệu là sắt hộp, rất là kiên cố luôn. Có hai cái trụ cổng chính và phía trên có đèn cho quý anh chị luôn ha. Và ở đây á, được chạm trổ những hoa văn hình trống đồng, là những cái họa tiết hình bông hoa rất là đẹp với tông màu trắng và tông màu vàng nha quý anh chị. Rồi, đặc biệt điểm cộng của ngôi nhà này là nó có một cái khoảng sân cho quý anh chị đậu xe hơi nha. Đó, nhà nào xe hơi thì căn nhà này quý anh chị không nên bỏ qua nha quý anh chị. Có xe hơi chúng ta đậu ở trong khoảng sân này rất là tiện luôn, với mức giá chỉ có nhỉnh hơn 3 tỷ chút xíu thôi. Thì quý anh chị hãy đợi cuối video, Lộc Nguyễn sẽ báo giá ở cuối video cho quý anh chị ạ. Đó, ở đây cái hàng khu vực khùm bao của cái rào của chúng ta cũng được chạm trổ những cái dịch cấp với cái tông màu xám nhìn rất là đẹp. Ở phía dưới thì có ốp gạch gạch đá cho quý anh chị luôn rồi đó, nên á quý anh chị yên tâm. Và bên tay trái Lộc nè, có một cái vòi nước ha. Cái vòi nước ở đây á là chúng ta tận dụng để tưới cây, để rửa xe thì khá là hợp lý nha quý anh chị. Rồi, đây là một cái mẫu nhà tân cổ điển Pháp được sơn với cái tông màu xa sáng, màu trắng và màu xám nha. Rồi tường ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị luôn nè. Cái cánh cửa 4 lớp khi mà đi bước vô nhà quý anh chị cũng khá là nổi bật. Ở đây á, là được sơn chủ đạo là tông màu xám ha, và có những cái viền vàng nhìn rất là tân cổ điển Pháp nha quý anh chị. Rồi, mời quý anh chị đi vào bên trong nhà. Và bên trong nhà thì khá là đẹp đó quý anh chị. Ở đây á, hiện tại thì chủ nhà đang sử dụng chất liệu là PVC, không có sơn tường nha. Mình dùng chất liệu là PVC. Cái chất liệu này đang rất là hot trong năm 2024 nha. Và cái chất liệu này Lộc thấy là nó rất là sang khi mà ốp lên những cái mảng tường của những cái ngôi nhà rộng thế này. Đó, PVC giả đá nè quý anh chị, còn PVC giả gỗ nè. Rồi phía dưới khu vực cầu thang á cũng tận dụng hết mức có thể luôn, là làm cho quý chị một cái khung những cái tủ để cho chúng ta để những vật phẩm và lưu niệm mà, hoặc là trưng bày những bình rượu của gia đình chúng ta quý chị. Và có hệ thống đèn led đi làm cho cái khoảng không gian dưới cầu thang nó nổi bật lên ha. Rồi khu vực đèn chùm này nè, một cái kiểu bán cổ điển, một cái kiểu đèn chùm hoàng gia nhìn rất là sang luôn quý chị ơi, với tông màu màu trắng rất là phù hợp với ngôi nhà này. Và trần là trần dự cấp, xung quanh là có hệ thống đèn led rất là nhiều luôn, làm cho khoảng không gian phòng khách của chúng ta thêm phần sáng lên. Ở đây thì quý anh chị thiết kế một cái bộ ghế sofa nữa, rồi lắp một cái tivi nữa thì sẽ rất là đầy đủ và rất là đẹp đó quý anh chị. Và cái khu vực mà đi dưới bếp đó quý anh chị, cũng thiết kế cho quý anh chị một cái kệ, hệ thống kệ nè, để cho chúng ta để những vật dụng linh tinh mà không xài đến ha. Đó, rồi trưng bày những vật phẩm và lưu niệm, rồi bàn khen của con cái chúng ta ở khoảng không gian này thì khá là hợp lý không quý chị. Và điểm cộng của căn nhà này là nó sẽ có một căn phòng ngủ dưới tầng trệt nữa quý chị ơi. Nhà chúng ta thì là vừa mới hoàn thiện xong, còn thơm mùi sơn nha, những cái sơn nó còn để trong phòng luôn nè. Đó, một cái căn phòng ngủ dưới tầng trệt rất là thích hợp cho người lớn tuổi nè. Trần là trần là dịch góc, có hệ thống đèn led rất là nhiều, và có còn những cái đèn chùm. Những cái đèn chùm này sẽ đổi màu được luôn nha quý anh chị. Và đặc biệt những cái căn phòng ngủ á thì nó sẽ có những cái đường dây cáp đồng đi sẵn hết cho quý anh chị rồi, nên quý chị yên tâm là sẽ không có đi nổi làm xấu nhà nha quý anh chị. Rồi đến cái không gian phòng bếp này thì là Nguyễn rất là mê luôn quý anh chị ơi, làm cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới nè, nguyên cái hệ tủ bếp hình chữ L nha quý anh chị.
đó, rất là nhiều tủ để cho chúng ta đựng đồ đó, đựng những gia vị, những cái lò như sống đồ á, thì khá là tiện không quý anh chị đó, những cái tủ bự rất là thích luôn. Hai cái bồn để cho chúng ta vừa rửa rau rửa chén thì cũng khá là hợp lý không quý anh chị. Cái nguồn nước ở đây chúng ta sử dụng á là nguồn nước của Hà Lan, là nước thủy cục, là nước sạch, nên quý anh chị yên tâm sử dụng nha. Rồi cái khoảng không gian này nó trống á, để tầm khoảng 6 đến 10 ghế, một cái bộ ghế bàn ăn cho gia đình mình nữa thì khá là hợp lý không quý anh chị. Gió ở đây nó lùa ra thì nó sẽ rất là mát, đặc biệt cái nữa nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng tây nam nha, nên rất là phù hợp cho những quý anh chị nào chúng ta thuộc cung mệnh tây tứ trạch nha quý anh chị. Và một cái khoảng sân sau này chúng ta tận dụng để giặt giũ phơi đồ ha. Quý anh chị nào mà thích trống trải như thế này á, thì chúng ta khỏi che mái che ha. Còn quý anh chị mà sợ nắng á, thì chúng ta che mái che nữa đó, thường ốp đá lên cho quý anh chị tầm khoảng 1m6 nè. Đó, có những cái công tắc để cho chúng ta sử dụng máy giặt ha. Rồi hệ thống nước thì nó nằm ở trong đó nha. Rồi bên trong khu vực phòng vệ sinh nè, thì tường ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị luôn rồi, rất là sạch sẽ nha quý anh chị. Rồi bồn cầu nguyên khói, lavabo, vòi sen, nói chung là đầy đủ hết rồi quý anh chị ơi. Một ngôi nhà ngang 5 dài 22m, rất là rộng và có đến bao nhiêu phòng ngủ ạ? 3 phòng ngủ trên lầu và 1 phòng ngủ ở dưới nữa, là tổng cộng nhà chúng ta có đến 4 phòng ngủ luôn. 3 phòng vệ sinh, có một cái phòng master cho quý anh chị luôn ha. Rất là phù hợp cho chúng ta ở đại gia đình ha quý anh chị. Cầu thang khi mà lọc bước lên á, nó rất là thoải mái và rất là rộng nè. Tay vịn được thiết kế bằng chất liệu căm xe ha, gỗ căm xe. Rồi tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị đi lên trên các căn phòng ngủ để tham quan ạ. Rồi bây giờ Lộc Nguyễn sẽ di chuyển lên trên lầu ha. Lộc Nguyễn rất là háo hức khi quay trên lầu cho quý anh chị xem ạ. Các bậc thang khi mà Lộc Nguyễn bước lên nè quý anh chị, được ốp lát những cái đá nè với cái tông màu trắng rất là sang trọng và hiện đại luôn. Tay vịn được thiết kế bằng chất liệu là gỗ căm xe, kính là kính trong ha quý anh chị. Đó, khu vực trên lầu thì nó sẽ có một cái đèn như thế này để cung cấp ánh sáng cho khoảng không gian cầu thang chúng ta thêm phần đẹp mắt hơn ha. Đây, nhìn lên nè. Wow, lên trên lầu 1 thì có rất là nhiều phòng cho quý anh chị ha. Đầu tiên Lộc Nguyễn sẽ cho quý anh chị tham quan căn phòng thờ nha. Cái phòng này có thể là không để kính cửa quý anh chị, có thể là chúng ta sử dụng để làm phòng thờ ha, phòng thờ hoặc là phòng ngủ thì cũng khá là tùy theo mỗi gia đình ha quý anh chị. Đó, cái phòng vệ sinh nè, tường ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị rất là sang luôn ha. Rồi có lavabo, bồn cầu, vòi sen. Đó, ở dưới thì gạch chống chân trượt cho quý anh chị và cô chú ạ. Rồi cái khoảng không gian này thì nó rất là rộng, rộng lắm quý anh chị ơi. Phía dưới là ốp gạch bóng kính nè. Rồi có hai cái ô cửa, một cái ô cửa chính và hai cái ô cửa phụ ha, rất là đẹp, được làm được chất liệu là sắt hộp và có điểm xuyến thêm những cái hoa văn màu vàng quý anh chị. Cái ban công này nó rất là rộng nha quý anh chị. Nhà chúng ta diện tích là ngang 5 á, ngang 5 nên nó khá là rộng. Rồi quý anh chị nhìn nè, xung quanh thì đường xá rất là rộng rãi. Đó, có cái sân trước cho quý anh chị đậu xe hơi ha. Cái nhà này rất là thích hợp cho những quý anh chị và cô chú nào chúng ta có xe hơi nha quý anh chị. Thì xung quanh nhà nè, cửa đông đúc san sát nhau rồi quý anh chị ơi. Và cái đường chúng ta là đường thông nha, thông đường nhựa thông, đường xe hơi. Đó, đi ra vài bước là đi đến cái chợ của ngã ba Tân Kim rồi, rất là gần luôn. Và cái mặt dựng nè quý anh chị nhìn nè, theo kiểu tân cổ điển Pháp đó quý anh chị, nhìn là kiểu rất là sang ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua tiếp các căn phòng ngủ tiếp theo nha. Nhà thì đi theo cái tông màu trắng hết nha quý anh chị. Cái phòng ngủ ở phía sau nè. Wow, một căn phòng ngủ rất là đẹp luôn. Trần là trần trực cấp, có hệ thống đèn led rất là nhiều nha. Cái đèn này đổi màu đủ quý anh chị. Cái đèn chính giữa ha. Rồi ở đây nè, phòng rất là rộng và đặc biệt là có một cái căn phòng vệ sinh ở trong phòng ngủ luôn.
khá là thuận tiện cho cái việc một cặp vợ chồng chúng ta ở căn phòng này ha quý anh chị. Đây phòng vệ sinh đây rất là rộng rãi và thoáng nha. Nhà thì mới hoàn thiện xong luôn, khoảng 92% đó quý anh chị. Còn 8% thì chủ nhà sẽ đưa những cái nội thất tiếp theo vào bên trong nhà cho quý anh chị, cho thêm phần đẹp hơn nha. Rồi cửa chúng ta được làm bằng chất liệu là cửa gỗ, đâm rất là tốt nha quý anh chị. Cái hành lang này cũng rộng khoảng 1m2 á. Tiếp theo căn phòng ngủ cuối cùng, nhà chúng ta thì có đến tổng là bao nhiêu phòng ngủ ạ? 4 phòng nha, 4 phòng, 3 phòng ngủ và 1 khu vực phòng thờ nha quý anh chị. Rồi hãy cùng Lộc Nguyễn đi xuống từ trên, Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết và báo giá đầy đủ cho quý anh chị căn nhà này nó mức giá là bao nhiêu nha. Ông bà ta thường hay nói á, an cư thì mới lập nghiệp phải không quý anh chị? Thì Lộc Nguyễn biết được cái điều đó nên những cái sản phẩm, những cái căn nhà đẹp, những căn nhà giá rẻ, giá như thế nào, pháp lý như thế nào Lộc Nguyễn đều báo rõ ràng trong video. Nên quý anh chị yên tâm đi xem nhà với Lộc Nguyễn thì chắc chắn là quý anh chị sẽ mua được một căn nhà thật là phù hợp với gia đình mình. Quan trọng là anh chị và cô chú hãy chia sẻ cái nhu cầu của mình cũng như là tài chính để Lộc Nguyễn giới thiệu những căn nhà thật là phù hợp. Đi xuống đây chỉ đi xem đúng sản phẩm và đúng tài chính của mình thôi thì nó sẽ nhanh chóng hơn nha. Lộc Nguyễn cam kết là không sale ảo, không sale giá 50, sẽ báo giá đủ ở tất cả video hết ạ. Đây là một căn nhà sổ hồng riêng, vị trí ngay khu vực của chưa tới ngã ba Tân Kim nha quý chị, ngay quốc lộ 50, đi vào bên trong căn nhà này chỉ tầm khoảng 100m thôi. Và đường phía trước nhà là đường nhựa, đường thông nha, đường thông từ quốc lộ 50 chúng ta đi ra được đường Hương Lộ 11 luôn, ngay chợ nha quý anh chị. Và căn nhà này diện tích là ngang 5, sau vào đó là 22m, nằm trong cái hướng Tây Nam, một trệt một lầu, có đến 4 phòng ngủ và 3 khu vực phòng vệ sinh. Giá đủ căn nhà chúng ta là bao nhiêu ạ? 3.200.000.000 là mức giá đủ. Nên quý anh chị yên tâm là 3.2 là giá tổng nha. Và một căn nhà sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ như thế này á, thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 2 tỷ luôn. Thì Lộc Nguyễn sẽ hỗ trợ giấy tờ hồ sơ cho quý anh chị để cho chúng ta vay được tới 2 tỷ và chúng ta chỉ cần bỏ ra 1 tỷ 2 thôi là chúng ta đã sở hữu được căn nhà tuyệt vời này rồi. Anh ta liên hệ cho Lộc Nguyễn nha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.